Lâm tới Trụ Nhí sẽ mở ra một đêm thi rực rỡ, hoành tráng chưa từng có với chủ đề lễ hội. Những lễ hội khắp nơi trên thế giới sẽ được tái hiện thật sinh động với phần trình diễn thật dễ thương của các bé thiếu nhi và những tình huống khiến mọi người phải chào mua với sự đáng yêu của các bé. Cảm ơn những giai điệu hoài ưu nhớ tâm hồn người nghệ sĩ mang hơi thở miền Tây thì không nén hương quê mình. Khi mà con phát thanh á, con có sợ không? Dạ không. Cô yên tâm, nghệ sĩ là cái gì cũng phải làm được. Trời ơi. Đêm lễ hội của Thiếu Lâm Tứ Trụ Nhí sẽ được mở ra vào lúc 21h thứ Tư, 19 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12h thứ Năm, 20 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.